và không được đưa điện thoại cho bất kỳ ai ngoài bến xe Mỹ Đình, không nhờ nghe hộ. Phải giữ chắc tài sản của mình để tránh những trường hợp xấu. Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình lại gặp một chuyện rất là bức xúc tại bến xe Mỹ Đình luôn. Hôm nay thì mình có một em gái đi từ quê tỉnh lẻ lên. Thì mình cũng có dặn là em là tuyệt đối là không được theo ai, bất kỳ ai ngoài anh. Và khi mình đang gọi điện thoại với em ấy thì vô tình có một anh xe ôm anh ấy giật điện thoại của em ấy luôn, và không cho em ấy nghe máy nữa, và kéo em ấy lên xe ngồi. Và hiện tại thì mình cũng không liên lạc được với em ấy nữa, gọi toàn máy bận. Thì nếu anh xe ôm ngoài Mỹ Đình nếu mà có xem được cái video này thì nghe em nói luôn đây, anh sống anh để đức cho con cho cái, anh đừng có làm cái chuyện đấy. Sau này anh đẻ con ra, con của anh sẽ gánh nghiệp anh nhá. Anh gieo nhân nào thì anh gặp quả đấy thôi. Đấy là em nói những người xôm xấu và những người xôm mà hiện tại là đang có cái hiện tượng là những người nào lao động đi lên mà đi làm thì các anh giật lên kéo lên xe như thế là không tốt đâu anh. Nếu như anh xem được cái video này thì em khuyên anh nên hoàn lương anh nhá. Anh đừng làm mấy cái chuyện vớ va vớ vẩn như vậy. Đừng để em nhìn thấy. Lúc em nhìn thấy thì anh sẽ có chuyện đấy, không hay đâu. Em đây em nói những người xôm xấu nhá, còn những cái anh xôm mà tốt và thân thiện thì em không nói làm gì cả. Tại vì ai thì cũng kiếm cơm cho gia đình của mình cả. Thì em cũng khuyên là nên làm việc thiện thôi mọi người nhá. Đừng như cái anh xôm hôm nay em gặp phải. Mà lúc em liên lạc với cái bạn gái kia thì anh ấy giật máy không cho nói chuyện. Cho nên bây giờ em không liên lạc được với bạn gái kia nữa. Anh ấy cầm điện thoại của bạn ấy rồi. Thì mình cũng cảnh báo với mọi người luôn là những ai sắp tới mà đi làm ra bến xe Mỹ Đình tuyệt đối phải đúng người đúng số mới theo, và tránh xa những người xôm xấu ra cho mình nhá. Không được lên xe những người xôm xấu, người không quen, và không nghe bất kỳ họ nói gì. Đúng số đúng người mới theo, để tránh mất tiền và tránh những cái trường hợp họ mang mình đi bán sang bên trung tâm khác. Như thế mình sẽ mất tiền chuộc rất là nhiều mọi người nhá. Hãy nghe mình cảnh giác đi ạ. Và không được đưa điện thoại cho bất kỳ ai ngoài bến xe Mỹ Đình, không nhờ nghe hộ. Phải giữ chắc tài sản của mình để tránh những trường hợp xấu. Và mọi người nên chia sẻ những cái video này và đăng lại để cho mọi người cộng đồng trên TikTok biết mọi người nhá. Để tránh những người, để những mọi người ở quê lên tránh mất tiền oan. Hôm nay em đang rất bực mình, rất là bức xúc mọi người ạ. Mọi người hãy chia sẻ này video giúp em nhá mọi người nhá. Cái tình trạng này bến xe Mỹ Đình gặp rất là nhiều rồi, từ trước nay bao nhiêu năm nay rồi, cực kỳ nhiều luôn. Mọi người nên cảnh giác nhá. Em xin chào mọi người.